Xin chào các bạn. Hôm nay rơi rỗi mình quay cho các bạn xem cắt sửa cái cây túc, bởi vì cái cây túc này thì mình cũng đã ép và khoanh gốc 2-3 vòng nhưng mà cũng chưa cho ra quả. Mình thả vào chậu nước đến bây giờ nó lên khá tốt đấy, cho nên là mình cắt tỉa cho nó, và sau đó mình cũng lại tiếp tục khoanh 1-2 vòng nữa đấy, để cho nó làm ra cây đấy, mình ép đấy, để cho nó tiến tới nó xem nó ra quả như thế nào. Chứ cái cây phần ngọn của nó trước đây mình chiết thì nó ra quả rất xa, nhưng đây phần gốc thì đến giờ vẫn chưa thấy ra quả các bạn ạ, mà nó lên rất tốt đấy. Nên là mình phải cắt tỉa để nó tập trung vào tay tán nó hợp lý hơn đấy. Sau đây mời các bạn cùng xem, và sau đó có gì tham gia góp ý kiến thêm cho mình, chỉnh sửa làm sao cho nó hợp lý và nó đẹp, để mình có cái cây bonsai gọi là tương đối một chút để giao lưu cùng các bạn. Rất là tốt các bạn. Đầu tiên thì mình cắt hết các cái phần tay mọc thừa trên cái thân chính, nó không liên quan đến tay cành, mình cắt hết trước. Mình không cắt sát vào thân nhiều quá để ngày mai tự cái những cái cuống cành này nó tạo thành những cái điểm xùi để cho thân nó đẹp các bạn ạ. Đây bây giờ đến tay, thì là cái tay mình thả đến thả xuống dưới này, thì là những cái phần trên này thì mình cắt bỏ đi. Cả những cành đang lên phía trên này thì mình cắt bỏ hết các bạn. Còn cái tay này thì mình khả năng mình để lại, có thể snap này mình kéo xuống bên này, và chỗ đây điểm này mình có thể mình cho xuống bên này nữa, thì sau này mình sẽ chỉnh sửa xong tạm thời mình cắt theo gỗ như vậy.
tại vì đây nó tay phụ tay nhỏ cho nên là gọi là đây là chi thì đây là sẽ là răng đấy, chuyện này chi răng thì nó nhỏ hơn là dần các bạn. Thì cây túc nó nên rất khỏe, nên là những cái cành nhỏ nhỏ này mình cũng cắt đi để tránh làm phát triển sang chiều ngang này nhiều quá, và mình để những mặt lá ở tay dưới này, mặt dưới này, thì sau này nó có ra mầm thì nó đẩy xuống dưới thì cái tán nó sẽ hợp lý hơn và nó mình đỡ phải mất công uốn hơn các bạn ạ. Đây là cái cành tay một, đây là cành tay một cho nên là cái phần dưới này thì mình cũng có thể để cho nó tốt, nó to tán này cho nó đẹp hơn. Nhưng để nó phát triển lại thì mình cũng phải cắt cái phần này đi để nó mang nó ra mầm. Đây cái mặt này là mặt ngã tay dưới, mặt dưới, mặt dưới của cái tâm này. Hiện nay mang nó ra mầm dưới này thì nó ăn cái dưới này nó đi ngang được thì cái tán đẹp, nó không chẳng ngược lên các bạn ạ. Cây nó sẽ xấu, bên này cũng vậy. Đây ở dưới này cũng vậy. Đây, các bạn thấy cái này là mắt tay tay dưới. Đây là cái này ngon. Cũng như trước cái này là nó như thế này. Mình kéo mình điều xuống cho nó. Tay này khi nó thả ra thì nó sẽ tương đối ngọt hơn. Và như vậy mình cũng đã sơ bộ cắt chỉnh xong cái tục của mình, và mình tiếp tục dùng dao mình khoanh tiện vỏ các bạn. Mình quên mất mình không mang cầm dao lên đây, cho nên là bây giờ mình không làm mất thời gian của các bạn nữa. Mình sẽ quay lại cái trực tiếp với cây này, và tí lát nữa mình sẽ dừng video và mình sẽ dùng dao khoanh tiện vỏ sau. Mong các bạn thông cảm. Đây là sau khi cắt tỉa xong các bạn. Cái này có thể nay mà các bạn sẽ kéo về như thế này thì nó sẽ cân cây hơn. Mình sẽ quay vòng xung quanh để các bạn xem nhóm cây túc của mình khi nó ra là cái cành lá xung xuê thì
trông nó sẽ tương đối là cân đối và nó đẹp các bạn ạ. Còn những cái ngọn này tạm thời mình cứ để, bởi vì trước đây thì mình cũng đã cấm hết cái đầu ngọn đây đi rồi, đầu búp đi rồi. Đấy, những cái đầu búp là mình đã cấm rồi, cho nên mình cũng chưa cần thiết phải cắt đi. Còn sau này nếu mà nó lên tốt quá, dài quá thì mình sẽ cắt đi sau để làm cái ngọn cho nó đẹp các bạn. Đây là tổng thể của cây. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Cũng mong sự đóng góp ý kiến của các bạn. Tạm biệt các bạn.